Một việc đã xảy ra ở trong quá khứ rồi, nó đã kết thúc ở trong quá khứ và nó không còn liên quan tới hiện tại nữa. Một số dấu hiệu là gì? Last, nghe chưa? Cái thứ hai nữa là gì? Đó chính là ago. Thứ ba là in, một năm ở trong quá khứ, được chưa? Đó, yesterday. Được chưa các bạn? Đó là một những cái dấu hiệu chính của thì quá khứ đơn. Đề thi nó xuất hiện những cái đó thì các bạn sử dụng quá khứ đơn cho thầy mà thôi, được chưa? Thì đề thi mà buộc các bạn phân biệt giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn nó cũng khá là dễ, bởi vì các bạn có thể loại trừ được, bởi vì quá khứ đơn nó chỉ có một số dấu hiệu đó thôi. Đó. Còn đối với trường hiệu hiện tại hoàn thành thì nó có nhiều cách dùng. Thầy nói là cách dùng đầu tiên đó chính là dùng để diễn tả một sự việc xảy ra ở trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Để các bạn, một sự phải xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Đó, cái ví dụ đơn cử là cái gì? Là tụi mình, là mấy đứa đã học tiếng Anh năm lớp 3, tới giờ mấy đứa vẫn còn học. Cái việc đó nó vẫn còn tiếp diễn. Cái việc mà mấy đứa bắt đầu học nó đã kết thúc rồi. Giờ là giờ mình học từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, đã 8 năm rồi, đâu ra mà còn bắt đầu học nữa. Được chưa? Tới giờ mình học tới năm thứ 8 rồi. Được chưa? Đó, cho nên là cái việc bắt đầu học ở trong quá khứ rồi. Mình học những cái cơ bản ở trong quá khứ rồi, cái việc học cơ bản ở trong quá khứ rồi, kết thúc rồi. Tới giờ mình học cái khác rồi. Nhưng mà vẫn người ta nói chung là vẫn còn học tiếng Anh. Cái việc học tiếng Anh vẫn còn tiếp diễn, cái việc đó bắt đầu khi mà đứa lớp 3, tới giờ mấy đứa vẫn còn học tiếng Anh thì dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa các bạn? Một số dấu hiệu là gì? For cộng với một cái khoảng thời gian. Đó, ví dụ như là tôi đã sống ở Cam Ranh được 17 năm rồi, hoặc là tôi đã học tiếng Anh được 10 năm rồi. Đó, chữ for nó không có dịch một cách cụ thể các bạn. Các bạn chỉ nhớ là gì? Làm một việc gì đó được bao nhiêu năm, không còn gì, chữ cho hay gì, chữ for nó không có nghĩa. Để chơi nhớ for cộng với một khoảng thời gian. Được chưa? Đó, khoảng thời gian là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 ngày gì đó. Được chưa? Đó, hoặc là hàng giờ đồng hồ, 4 hours hàng giờ đồng hồ, 4 days hàng nhiều ngày. Được chưa? Hoặc là for a long time nhiều lâu một, đã lâu rồi. For a long time, cái này quá đơn giản rồi. Và trường hợp tiếp theo đó chính là since, là kể từ khi, là một cái mốc thời gian. Các bạn nhớ since là dấu hiệu của hiện tại thành. Đề thi cứ thấy hiện since cái quẹt cho thầy. Vế phía trước, vế trước since nha, dùng hiện tại thành. Còn vế sau since phải dùng quá khứ đơn. Ví dụ thầy nói các bạn chỉ còn hiểu, các bạn phải phân tích kỹ cái việc nào nó đã xảy ra. Ví dụ tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi là học sinh lớp 3. Đó, thì các bạn coi vế đầu, tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi là học sinh lớp 3, thì cái này nghĩ là các bạn có thể dễ dàng phân tích cái nào dùng hiện tại hoàn thành và cái nào dùng quá khứ đơn. Bởi vì bây giờ mình còn lớp 3 nữa không? Mình là hết lớp 3 rồi, cho nên sau sinh phải luôn là một cái quá khứ đơn. Còn vế trước là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Sau sinh phải là quá khứ đơn. Tôi đâu kể từ khi, cái việc mà kể từ khi, cái vế sau nó phải luôn luôn là quá khứ rồi. Các bạn hiểu được chưa? Đó, ví dụ kể từ ngày hôm qua là quá khứ rồi. Được chưa? Đó là kể từ khi tôi học lớp 3. Đó, thì rõ ràng mình không còn học lớp 3 nữa, thì sau sinh luôn là quá khứ đơn. Các bạn phải chia quá khứ đơn. Được chưa? Đó, cách dùng tiếp theo của hiện tại hoàn thành là dùng để diễn tả một cái kinh nghiệm. Nhớ, một cái kinh nghiệm ở trong quá khứ không xác định thời điểm cụ thể. Được chưa? Một kinh nghiệm ở trong quá khứ không xác định thời điểm cụ thể. Ví dụ như là gì? À, tao đã đọc cuốn sách đó trước đó rồi. Được chưa? Đó, có dấu hiệu trước đó này. À, tôi chưa từng đọc cuốn sách đó. Được chưa? Họ nó đi theo với những cái lần này, một lần, hai lần, ba lần là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Được chưa các bạn? Đó, tôi đã đọc cuốn sách được ba lần rồi đó, thì rõ ràng đã đọc chưa? Đọc rồi nhưng có biết khi nào không? Đâu có biết khi nào ở trong quá khứ đâu. Đó thì thầy dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, cái cách dùng tiếp theo của hiện tại hoàn thành, cách dùng thứ ba đó chính là dùng để diễn tả một việc vừa mới xảy ra nhưng vẫn còn kết quả ở hiện tại. Một việc vừa mới xảy ra vẫn còn kết quả ở hiện tại. Ví dụ, à, ngôi nhà này mới sơn, à, được mới được sơn, thì rõ ràng cái việc được sơn nó đã xảy, cái việc sơn đã xảy ra rồi, nhưng mà vào kết quả hiện tại là gì? Nó vẫn còn mùi sơn nè. Được chưa? Hoặc là gì? Anh ấy vừa mới bị gãy tay. Được chưa? Là tới giờ vẫn còn gãy tay nè, bị băng bó vết thương nè. Hoặc là gì nữa? Hoặc ví dụ như là tôi chết rồi, ai đó vừa mới trộm chiếc xe của tôi rồi. Đó, thì rõ là cái việc trộm đã xảy ra rồi, còn kết quả là gì? Giờ mình không còn xe để mình đi nữa. Được chưa? Một việc vừa mới xảy ra, hoặc là tôi vừa mới mất chùm chìa khóa rồi. Được chưa? Hoặc là tôi vừa mới đóng xe, kết quả là gì? Tới giờ cái xe còn lóng loáng, nó bóng kính luôn nè các bạn. Được chưa? Nó bóng loáng luôn. Đó là kết quả hiện tại là gì? Vừa mới lâu thì kết quả hiện tại là gì? Nó bóng loáng luôn. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Thì ổn chưa các bạn? Thì cách dùng nó, cái hiện tại hoàn thành nó còn một số cách dùng nữa, nhưng mà các bạn chỉ còn biết ba cách dùng để mình thi thôi. Được chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ làm những câu trắc nghiệm nha các bạn nha.
Rồi, những câu trắc nghiệm này nó rất là dễ ra trong đề thi, cho nên các bạn vui lòng coi kỹ với thầy. À, hiện tại những cái này nó chỉ bắt các bạn để gọi là chi thì thôi. Hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ đơn thôi các bạn. Hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ đơn. Được chưa? Rồi, một bạn làm giúp thầy. Vừa gọi tên nha. Rồi, anh Thư nè. Ngày hôm nay là thầy nó coi lại thì coi hình như là Phương Linh là chưa có mic nè. Trang là chưa có mic nè. Dạ thầy. Sao vậy em? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Dạ anh Thư thầy. Ừ, đợi thầy xíu nha. Trang là chưa có mic nè, Phương Linh chưa có mic nè, còn hai nữa không? Sơn là không có mic nữa nè. Bữa hôm sau là phải có mic nha thầy nha. Vậy anh Thư có kịp cái cách dùng của hiện tại hoàn thành không em? Kịp không nè? Dạ biết thầy. Rồi vậy con đang làm con số 1 cho thầy nha, làm con số 1 cho thầy nè. Dạ thư. Dạ thầy câu số 1D. Câu D, tại sao em dùng hiện tại hoàn thành ta? Tại sao? Dạ thưa thầy là vì nó có for Đúng five rồi, year. có for, five, year, đúng rồi. Vậy câu này em về giúp thầy nè. Về giúp thầy đi, về giúp thầy đi. Dạ thưa thầy là tôi Ủa từ vựng nó dễ mà em, have had this washing machine dịch dễ mà. Dạ tôi đã rửa Ủa sao, chén. cái gì mà rửa chén? Tôi đã có máy giặt đồ từ Cái máy giặt đồ là làm năm sao? Cái máy giặt đồ nào chứ em? Chữ this mà, đúng không? Dịch lại thử coi. Vì chữ hát em bỏ đâu, còn chữ this mang nghĩa là gì? Washing machine mang nghĩa là gì em? Washing machine đã học rồi mà tới giờ cái từ này là tiểu học nó đã biết rồi đó, mà tới giờ còn giặt đồ gì trong trường hợp này? Washing machine là cái gì? Dạ thưa thầy quá xin mời xin là máy giặt. Ờ máy giặt mà tự nhiên giặt đồ ra trong này. Chữ this gì thì chữ this thầy là tôi đã có gì đấy? Tôi đã có cái máy giặt này Ừ. từ Đâu đâu. 5 năm trước. Đã được 5 năm rồi, đâu là từ 5 năm trước, chữ trước của thầy đâu? Chữ trước đâu, đâu có chữ trước đâu. Nếu mà em dùng chữ trước là dùng chữ ago rồi, hiểu không anh Thư? Nếu mà cái dù em chữ Dạ. trước đó 5 năm trước là em phải dùng quá khứ đơn rồi. Là cái việc em mua là ở trong quá khứ rồi. Đó, là em đã kết thúc việc mua rồi, tới giờ mình đâu còn mua nữa đâu. Cho nên cái vụ đó phải dùng quá khứ đơn. Được chưa? 5 năm trước là phải dùng quá khứ đơn mà cái này đã được 5 năm rồi. Được chưa? Là tới giờ em còn sở hữu không? Dạ còn Còn hiện tại hoàn thành nó vẫn còn tiếp diễn mà các bạn, nó vẫn còn sở hữu chứ. Được chưa? Rồi tiếp tục, it looks old but it still works well là gì? Dịch tiếp thầy đẻ thầy coi, từ vựng dễ mà. Tôi đã anh Thơ đâu rồi, dịch lẹ thầy nè, nhanh lên em, những cái từ này rất là dễ cho nên dịch lẹ thầy coi. dạ Ủa có dịch được không? dạ thầy là nó trong cũ Ừ. nhưng nó Still là gì? không nhưng nó vẫn làm việc tốt. Nhưng mà nó vẫn còn là hoạt động tốt, không dịch là làm việc nữa em, nhưng mà nó vẫn còn hoạt động tốt. Được chưa? Đó, rồi câu số Dạ 2 thầy nè. Câu số 2 giàu làm thầy đi giàu. thứ hai là B Tại xác sao em suất. dùng, tại sao dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn giàu? À, tại xin lỗi, tại sao dùng hiện tại hoàn thành giàu? Cách Tại vì dùng nào có cũng many đúng many rồi, có many time time. lần. Các bạn nhớ có số lần là các bạn quẹt hiện tại hoàn thành thầy. Nhưng mà hiện tại hoàn thành thì nhớ cho thầy một điều là nó phải có have hoặc là có has, nhưng mà vui lòng coi chủ ngữ với thầy để mình chia cho nó phù hợp. Coi chủ ngữ số nhiều thì dùng have, chủ ngữ số ít thì dùng has, để cho kỹ. Và quan trọng nữa, mặc dù là nó có have hoặc là nó có has, đôi nhưng mà đôi khi đề thi nó bảy mấy đứa nó có have có has, nhưng mà động từ lại sử dụng động từ cục 2 của quá khứ đơn là không chấp nhận, buộc các bạn phải học động từ cục 3 nữa các bạn. Được chưa? Đó, cho nên là phải nhớ cái động từ cục 3 nữa, đề thi mà ra have và has, rồi sau đó là động từ cục 2 thì câu đó lại sai. Được chưa? Nhưng mà đôi khi thầy nói với các bạn, động từ đó vừa là động từ cục 2 vừa là động từ cục 3. Được chưa? Đó, thì câu này em dịch được không giàu? Dịch thầy nè, em có nhớ chữ ever mang nghĩa là gì không giàu? Giàu ơi, Dạ
Chị Ever, chị Ever thầy dạy rồi mà sao mà không nhớ? Ui cha, có ai nhớ chữ Ever mang nghĩa là gì không mấy đứa? Ever là gì? Đã từng. Đúng rồi, các bạn nhớ đã từng là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành hồi bữa thầy dạy các bạn rồi. Đúng không? Ever nó sẽ xuất hiện trong hai trường hợp, nó chính là trong câu hỏi trả lời có hoặc không, have you ever. Ví dụ đến Nha Trang, been to Nha Trang. Được chưa? Đó, nó sẽ sử dụng trong câu hỏi như các bạn, trả lời có hoặc là không. Hoặc là bạn đã từng đọc cuốn sách này chưa? Have you ever. Thôi nghe cái bài hát này đi. Listen to this song. Được chưa? Bạn đã từng nghe bài hát này chưa? Bạn đã từng nghe ca khúc này chưa? Ever là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Cứ thấy ever chia thành hiện tại hoàn thành. Hoặc là nó sẽ sử dụng đối với trường hợp gì? Vế trước là so sánh nhất, vế sau là dùng hiện tại hoàn thành với ever. Ví dụ anh ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Đó là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe. Ví dụ this is bài hát hay nhất là gì? The best song. Hay là best, hay nhất là tốt nhất là chỉ best á. Được chưa? Tôi từng nghe. I have ever nghe heard. Các bạn nhớ cục 3 của here, đó chính là heard. Được chưa? Đó, this is the best song I have ever heard. Thì nhớ thầy cứ thấy ever quẹt cái thầy hiện tại hoàn thành. Rồi kịp chưa? Thì câu này thầy dịch là gì đấy? Bạn đã từng đọc cái này chưa? Ồ, đó là cái cuốn yêu thích của tôi. Tôi đã đọc nó được nhiều lần rồi. Ít nhất là 4 lần. Được chưa? Các bạn viết là at least là ít nhất. Ít nhất. Ít nhất nha. Đó, thì các bạn cứ thấy lần lần các bạn quẹt thầy hiện tại hoàn thành. Bởi vì cái việc này đã đọc chưa? Cái việc đọc là đọc nhiều lần rồi ở trong quá khứ rồi. Nhưng mà cái này nó không có thời điểm cụ thể cho nên thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Rồi ok chưa? Rồi tiếp tục câu số 3. Các bạn nhớ nếu mà các bạn sử dụng quá khứ đơn thì nó phải có những cái dấu hiệu ở trong quá khứ nha. Nếu mà nó không có những dấu hiệu đó thì có thể là không. Nhưng mà phải coi, nếu mà đôi khi nó sẽ có một số cái câu mà dù phải dùng quá khứ đơn đó chính là gì các bạn coi. Vế ở phía sau. Nếu ở vế phía sau nó dùng quá khứ đơn thì vế phía trước cũng phải sử dụng quá khứ đơn. Được chưa các bạn? Đó, mặc dù nó không có những cái dấu hiệu về thời gian, mặc dù nó không có những dấu hiệu về thời gian ở trong quá khứ, nhưng mà nếu mà các bạn để ý vế sau có quá khứ đơn thì vế trước các bạn cũng chơi quá khứ đơn như thầy luôn. Được chưa? Đó, còn nếu mà nó không có dấu hiệu thời gian thì nếu câu đó khó quá các bạn cứ chơi nhắm mắt, cứ chơi hiện tại hoàn thành cho thầy đi. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 3 cho thầy nè. Thu làm thầy câu số 3 đi Thu ơi. Ừ, làm thầy câu số 3 đi. Em chọn câu gì nè? Tại sao em chọn câu B? Câu này mình phải dùng thì gì? Mình phải dùng thì gì? À, hiện tại hoàn thành. Vậy em coi câu A, câu B, câu C, câu D. Cái nào là hiện tại hoàn thành? Câu nào là hiện tại hoàn thành? Câu nào hiện tại hoàn thành? Câu B và câu C đúng không? Câu B và câu C đều là hiện tại hoàn thành này, nhưng mà tại sao em chọn câu B? Nhưng mà tại sao nó là có been? Tại sao nó là có been? Been rồi động từ cục 3 nữa, đây chính là dấu hiệu của cái gì? À, bị động mà, cái này có bị động không? Thì cái đó em chưa biết đúng không? Đó, nhưng mà em coi quan trọng. Cái này thì has, cái này thì have. Thì lúc nào khi nào dùng has, khi nào dùng have thì em phải buộc em phải coi lại cái gì? Ừ đúng rồi, em vậy em coi chủ ngữ số ít hay số nhiều? Em coi chủ ngữ số ít hay số nhiều? Tại tại sao em biết là số ít?
ly thêm s là ly này đâu phải là động từ đâu em, đây là chủ ngữ mà, chủ ngữ nó thêm is này, tại sao là số ít đúng không? Vậy chỗ đây chủ ngữ đây thêm is mà tại sao là số ít, vậy này là số ít hay số nhiều? Thôi này số ít hay số nhiều em? Ủa thôi em có hiểu không vậy, nó có thêm is mà sao mà số ít em, hiểu không vậy? Thôi đâu rồi em tương tác giúp thầy, thầy có hiểu, có hiểu hay không thì em phải nói với thầy chứ, xem em im là làm sao thầy biết được, hay là bên đó em không nghe thầy nói gì hết? Thôi đâu rồi, thầy hỏi nãy giờ thầy nói có nghe không, Sao? nhưng mà em có hiểu không? Thì em, thầy đang hỏi em là chỗ đây chủ ngữ số nhiều hay chủ ngữ số ít, rồi tại sao em biết là chủ ngữ số nhiều? Ủa còn chữ like em bỏ đâu, em phải quan tâm chủ ngữ nó phía nhiều, em phải coi phía sau chứ, mắc mới em coi phía trước làm cái gì đúng không, chứ em quan tâm chữ people làm gì, quan tâm chữ phía sau đây nè, chủ ngữ phải nguyên cái này, em phải quan tâm cái cuối cùng chứ, quan cái đầu làm cái gì, em có hiểu không vậy? Không không hiểu gì hết trơn à. Vậy people's life mang nghĩa là gì, em có hiểu cái sở hữu cách không, thầy đã dạy em sở hữu cách chưa, vậy con em dịch là gì? Em nói gì? Những người sống ở đây. Những người đâu mà sống ở đây, chỗ đây chỗ thèo là có chữ đây đâu. Nếu mà em có chữ sống nè, chữ sống là động từ, mà động từ tại sao tại phải có phải s đúng không? Nhưng mà đây chủ ngữ số nhiều mà sao động từ phải thêm s nữa, em có hiểu không vậy Thu? Thu đó rồi, không hiểu gì hết trơn rồi. Nếu em chữ sống là động từ hay là tính từ, động từ hay tính từ, chữ sống á là động từ hay tính từ, giờ không biết động từ tính từ luôn hả? Có gì em nói là động từ thì nó có to be không em, tính từ thì nó mới có to be thôi, mà cái này động, nếu mà động từ thì liêm nó là động từ em, mà động từ thì đây chủ ngữ số nhiều mà là tại sao nó thêm s để làm cái gì? Cho nên các bạn nhớ chữ like này là gì, đời sống chứ phải s là gì, đây là của con người, thầy đã dạy em sở hữu cách chưa, phải s đó thầy đã dạy em chưa, nguyên cái này là đời sống của con người, là mấy người, nhiều người ít người là nhiều người, cho nên là nhiều cuộc sống, được chưa, là đời sống của con người được chưa, đã thay đổi nhiều nhờ vào cái gì đây, invention of these devices là gì em, nhờ vào gì đấy, Sự phát minh của những thiết bị này là nhờ vào cái sự phát minh của những cái thiết bị này, đời sống của con người, em phải dịch như vậy. Nguyên cái này là đời sống chủ ngữ số nhiều hay số ít, chủ ngữ số nhiều đó là buộc các bạn phải phân tích kỹ lưỡng cái câu này, cho nên câu này chủ ngữ số nhiều thầy có chọn chữ H không, thầy phải chọn chữ gì ha, được chưa? Đối với trường hợp này không có bị động, đời sống của con người được thay đổi nhiều, không có được thay đổi các bạn, thay đổi thôi không có được thay đổi, thì câu này phải dùng hiện tại hoàn thành, bởi vì cái đời sống của thầy hỏi Thu nè, cái ví dụ mà gọi là những cái phát minh của những cái thiết bị, ví dụ những thiết bị công nghệ đi đó, nó đã xảy ra chưa, những cái phát minh này nó đã xảy ra trong quá khứ chưa, cái gì vậy trời, thầy đang học. Ủa là sao, những cái phát minh của những cái thiết bị công nghệ, em cũng không hiểu thiết bị công nghệ, ví dụ điện thoại nè, rồi wifi nè, rồi truyền hình cáp nè, những cái này nó đã xảy ra chưa em, nó có thì em mới xài chứ đúng không, cái việc này nó đã xảy ra chưa, những cái phát minh này đã xảy ra chưa, nó đã xảy ra rồi em mới xài chứ, thì nó rõ ràng gì, ví dụ wifi nè hoặc là máy tính là nó đã xuất hiện vào năm số mấy, năm mấy, năm 1909 mấy đó, thì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, là cái việc đó, cái việc mà nó đã phát minh ra, nó đã thay đổi cuộc sống con người chưa, ở trong quá khứ nó đã thay đổi chưa, và tới giờ nó còn thay đổi không, tới giờ còn thay đổi thì phải dùng thì gì, hiểu chưa đó, cho nên các bạn phải nắm được à, tại sao cái này dùng hiện tại hoàn thành, bởi vì rõ ràng nè nó đã thay đổi trong quá khứ rồi, rõ ràng nhờ vào công nghệ, giờ giải bộ nhờ vào gọi là internet đi, đời sống con người thay đổi chắc chắn rồi,
đúng không? Mình có thể liên lạc dễ dàng hơn, đời sống con người thay đổi trong quá khứ rồi, tới giờ còn thay đổi không? Rõ ràng tới giờ vẫn còn thay đổi, càng ngày nó càng phát triển thì nó vẫn càng ngày càng thay đổi, thì dùng hiện tại hoàn thành được chưa? Đó, và nó vẫn còn kết quả ở hiện tại được chưa? Nó đã thay đổi nữa thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Mà các bạn xác định thì rồi, các bạn phải coi chủ ngữ nữa như thầy, chủ ngữ số nhiều hay chủ ngữ số ít nữa, cũng coi bị động nữa, đó tùm lum tùm la hết được chưa bạn? Thì cái này rõ ràng là đời sống con người đã thay đổi nhiều được chưa? Nhờ vào, các bạn nhớ thanks to là gì? Nhờ vào. Thanks to là nhờ vào, viết vào từ vựng nha, nhờ vào đó, nhờ vào gì đây? Những cái phát minh của những cái thiết bị này được chưa các bạn? Nó có một câu mà thầy phân tích tới 10 tiếng 10 phút đồng hồ mấy đó. Ui cha mà ơi. Rồi tiếp tục câu số 4 nè. Thầy nhắc lại nha, đối với trường hợp hiện tại hoàn thành đó, là thường nó sẽ không có những cái dấu, những cái gọi là những cái thời điểm ở trong quá khứ. Ví dụ như là ago nè, rồi last nè, yesterday rồi in vào năm 1990 mấy đó, 2000 lẻ mấy đó. Nhưng mà nếu mà nó xuất hiện năm á thì nó vẫn được dùng hiện tại hoàn thành. Ví dụ như kể từ năm 2010, kể từ chữ sinh là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành chứ đâu nữa. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 4 thì ta coi. Quỳnh làm thầy đi Quỳnh. Dạ Quỳnh thầy. sau này vô trễ với gì em? Dạ miễu. Phải mạng yếu không hay là quên? Phải. Không phải quên thầy. Rồi câu số 4 em dùng thì gì đây? Em Dạ coi kỹ, em số đọc, em đọc nghĩa trước từ đầu từ trái sang phải là em mới làm. Được chưa? Nói thử coi, dịch thầy coi. Dạ câu số 4 là B đúng không thầy? Thầy đang hỏi em dịch trước để em làm nè. Giờ thử Dạ coi. cô ấy Giờ tiếp. chơi cô ấy chơi bóng chuyền ở trường cấp 3 nhưng cô ấy không thích Ừ, không thích. Tại sao nó. em dùng quá khứ? Tại sao em dùng quá khứ đơn? Mày không dùng hiện tại hoàn thành. Không chọn, tại sao chọn câu A? Tại sao? Dạ bởi vì Cô ấy đã chơi bóng chuyền ở trường cấp 3 nhưng mà cô ấy không thích nó, thì làm sao em, tại sao em dùng quá khứ đơn? để chơi Đã chơi nhưng mà giả bộ tới giờ nó còn chơi được không? dạ không Mà tại sao em, tại sao không được? quên Có thể là bây giờ tới giờ nó vẫn còn chơi mà, nhưng mà làm sao em biết cái này dùng quá khứ đơn? dạ ở với sau Về sau nó như thế nào rồi? cái đó là quá khứ đơn. Ừ, vế sau nó quá khứ đơn rồi thì vế trước lại quá khứ đơn luôn. Được chưa bạn? Đó, thầy nãy thầy nói với bạn rồi. Đây là một cách khác để mình xác định quá khứ đơn. Là vế trước, là vế sau đó là quá khứ đơn thì vế trước là dùng quá khứ đơn luôn. Nó có chữ but hoặc chữ and nè. Thì các bạn nhớ chữ but, chữ and, chữ so rồi đó. Thì vế sau là dùng quá khứ đơn thì vế trước dùng quá khứ đơn luôn. Mặc dù nó không có những cái thời điểm cụ thể ở trong quá khứ. Được chưa? Đó, okay, ha. Cái này không thể dùng chọn câu A nữa. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục chọn thầy câu số 5 nè. Duyên làm thầy câu số 5 đi Duyên. Câu này em dùng thầy gì? Kiều Duyên đâu rồi? Kiều Duyên là mỗi lần gọi tên cái lì đâu luôn rồi á. Rồi mỗi lần nói tới thì lại nói là mạng mạng yếu là như thế, thầy không rõ. Kiều Duyên đâu rồi? Thầy ơi em không nghe gì hết rồi. Thanh Thư đã nghe chưa? Thanh Thư đã nghe gì? Thanh Thư, Thanh Thư rồi, khỏi rồi, chắc vô lại nữa rồi. Rồi Kiều Duyên đã nghe được chưa? Kiều Duyên rồi, đi đâu luôn rồi? Rồi Thanh Thư nghe được chưa gì Thanh Thư? Rồi kiểu gì cũng không thấy đâu luôn. Ôi cha mà ơi, tốn thời gian quá. Dạ thôi Ngọc Anh làm thầy câu này đi Ngọc Anh. Ngày hôm nay ai không có ở Thảo Trang thôi. Ngọc Anh nè, Ngọc Anh làm thầy này Ngọc Anh ơi. Dẫn hai con năm này câu em. Đợi thầy xíu, đợi thầy xíu. Dẫn hai con năm này câu em. Câu số 5 là em chọn câu nào đây? Em dùng thì gì? Em sẽ dùng thì Dạ gì em nè? chọn câu em.
nó sẽ chọn Vậy án. em sẽ dùng thuyền với khứ đi. Đúng rồi, vui khó đơn em nhận câu A hay là câu D ta? Em phải coi chủ ngữ số ít hay số nhiều nữa thầy. Vậy câu E. À câu A hả? Như thầy nghe thành câu E, ô cha mà ơi. Câu A, khổ Vậy ghê. câu E. À rồi ok, thầy câu A, tại sao không chọn câu D ta? Tại sao không dùng chữ W? Dạ, tại vì đây là số ít Đúng rồi, số ít này nó có S gì hết trơn đó. Nhưng mà không phải lúc nào nó không có S thì các bạn cũng chơi chủ ngữ số ít không có nha. Đối với những trường hợp people cũng đâu có S đâu, nhưng mà nó vẫn là số nhiều, hoặc là children cũng là số nhiều, được chứ? Đó, ok ha. À, tại câu này tại sao nhiều quá có đơn dấu hiệu nào em? rồi. Dạ thưa thầy, dấu hiệu là the first. Đó, default đâu phải dấu hiệu đâu, default đâu phải dấu hiệu đâu, default đâu phải dấu hiệu đâu em. Vậy thưa thầy là in Đúng rồi, phải in 1961 cho thầy chứ, ai vô hả? Ôi cha, thằng Bảo tới giờ mới vô, ôi cha mà ơi. Bảo sao giờ mới vô vậy với em? thầy ơi. Dạ con lỡ ngủ quên lại. Ôi cha mà ơi, à, bạn nào vừa mới Để hỏi thầy, thầy ơi kìa. Bạn nào vừa mới hỏi tí thầy nữa ơi. con Ừ, việc. ok, Bảo, bạn nào bạn gái nào vừa mới nói thầy nè. Cái này thật nó vẫn chưa nghe Ôi thầy. chưa luôn hả? Sao không kỳ cục vậy? Ra rồi vô lại y chang rồi không nghe gì hết á. Vậy thoát ra luôn rồi vô lại. Ôi cha. Thôi bây giờ tốn thời gian quá. Thôi tính lại đi, như thế nào đi. Chứ thôi. Khổ ghê luôn, không nghe gì hết trơn là sao trời. Vậy thôi kêu nó off ngày hôm nay đi em. Rồi kêu bạn chủ động xin video thầy. Chứ bạn mà không xin video thầy là thầy không cho học nữa đó. Chứ suốt ngày im là thầy bực lắm đó. Rồi bạn bạn đâu rồi, bạn nãy là bạn Ngọc Anh nè, dấu hiệu là chỗ nào em? Tại sao dùng quá khứ đơn dấu Dạ hiệu? thưa thầy. Nhìn thứ thầy dấu hiệu là in 1961. Ừ, 961 nè, quá khứ đơn rồi nè. Được chưa? Đó thì câu này là, nhưng mà tại sao em lại có chữ word trong trường hợp này, động từ thêm ed nữa đây, dấu hiệu của cái gì em? Dạ thưa thầy, đây là dấu hiệu của bị động. Đúng rồi, bị động ở quá khứ đơn, đúng không bạn? Thì Đó thì đúng chủ ngữ đúng. ít dùng was rồi cộng động từ của ba. Vậy câu này em dịch chỗ này em có biết chữ actual mang nghĩa là gì không? Vậy không thầy. Không, không thì thôi chắc các bạn khỏi cần biết đi. Là chưa, các bạn chưa hiểu là gì? Con robot đầu tiên nó được như nào đây em? Vậy thưa thầy, con robot đầu tiên được phát minh vào năm Đúng rồi, 1961. chính xác, nó được ra đời, nó được phát minh vào năm 1961 thì dùng quá khứ đơn thầy. Nhưng mà phải coi chủ ngữ số ít hay số nhiều nhớ. Phân tích kỹ thầy. Rồi tiếp tục con số 6 cho thầy nha, thầy mời Nam nè em ơi. Nam nè. Vậy thầy, con số 6 Coi kỹ ha. là A thôi. Tại sao em chọn A? À cái câu này là buộc các bạn phải sử dụng hai thì. Tại sao cái vế đầu em dùng hiện tại đơn, đúng không? Vế sau chữ ly là dùng hiện tại đơn nè. Vậy thầy là do câu hỏi thầy. Ờ, câu hỏi where do you live thì trả lời I live in Boston. Đây là một cái sự thật rồi, một cái việc cố định ở hiện tại rồi. Cái này có liên quan gì việc xảy ra trong quá khứ không? Không. Đúng không bạn? Đó, ok ha. Còn vế sau tại sao dùng hiện tại thành? Các từ for cộng Đúng với rồi. time mới thầy. Đó, for là cộng với thời gian nữa là dùng hiện tại thành. Là tôi đã sống ở đây được 10 năm rồi. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì giờ chọn thầy câu A. Ổn ha các bạn. Rồi, tiếp tục. Câu số 7 dùng thì nào đây? Thầy mời Tiên nè em, Tiên đâu rồi? Thầy, câu số 7A. À, tại sao em dùng hiện tại thành tay dấu hiệu nào? Dạ là từ until Nó now. mang nghĩa là gì Tiên? Dạ là thưa thầy là mãi đến ngày nay. Đúng rồi, mãi cho đến nay nó đồng nghĩa từ gì so gì? Đúng Sofa. rồi, giỏi, until now đồng nghĩa với so far, mang nghĩa là mãi cho đến bây giờ. Hoặc là cho đến bây giờ, cho đến tận bây giờ, được chưa? Đó thì câu này các bạn học theo từ vựng như thế nha. Chữ disease đó chính là gì? Đó chính là dịch bệnh đó. Ví dụ covid là disease nè, đó dịch bệnh, dịch bệnh. Worldwide là gì? Khắp thế giới, khắp thế giới. Đó thì câu này mãi cho đến bây giờ thì cái dịch bệnh nó đã gọi là giết chết trên 30.000 người khắp thế giới. Các bạn nhớ chữ over là trên nha. Over cộng con số là trên. Đó, over cộng con số dịch là trên nha các bạn. Đấy, over 30.000, 1.000 là ngàn này, trên 30.000 người khắp thế giới. Đó, mãi cho đến bây giờ thì dịch bệnh nó đã giết chết. Thì rõ ràng cái dịch bệnh thầy nói các bạn nè, ví dụ chữ Covid đi, nó đã giết chết con người ở từ bắt từ khi nó đã bắt đầu rồi tới giờ nó còn giết không?
Tới giờ nó còn dí thì rõ ràng là nó vẫn còn tiếp tục nè. Được chứ? Thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Nhưng mà giả sử là bây giờ các bạn, ví dụ như là các bạn tưởng tượng là sau này tầm 20 năm đi, 20 năm Covid còn không? Không còn. Đó, các bạn kể lại cho hồi xưa á, ba mẹ kiểu như là sống trong thời Covid nè. Đó thì Covid nó đã giết chết hàng triệu triệu người. Thì cái việc đó đã kết thúc rồi. Ở trong quá khứ, tới giờ cái 20 năm nữa còn Covid nữa đâu, thì phải sử dụng quá khứ đơn. Các bạn đã hiểu được chưa? Nhưng mà như nếu mà 20 năm sau mà Covid nó vẫn còn tồn tại thì vẫn dùng hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, các bạn đã tưởng tượng được chưa? Rồi, có ai thắc mắc chỗ nào không? Thì các bạn nhớ until now đồng nghĩa với so far, mãi cho đến bây giờ. Đó, là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành cho tay luôn. Rồi, tiếp tục câu số 8 thầy nè. Câu số 8 thầy mời Nhật nè, Nhật đâu rồi nhỉ? Nhờ dùng thầy gì đây? D Tại sao dùng hiện tại hoàn thành ta? này có sofa Ừ, so far mang nghĩa là gì? Vừa mới nói luôn là gì? thì thầy là mãi đến ngày nay. Rồi, mãi đến bây giờ, mãi đến ngày nay là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Vậy câu này em chỉ giúp thầy nè. Vậy thầy là Thôi thầy các cho bạn em biết hỏi thầy. Liverpool là gì? Liverpool là cái đội bóng Liverpool ở ngoài bên Anh đó em. Đấy chưa? Đó chính là đội gọi là đội tuyển bóng đá Liverpool đã thắng 18 cái danh hiệu Premier League cho đến bây giờ. Cho đến ngày nay thì cái đội tuyển bóng đá đó đã giành được 18 cái danh hiệu. Các bạn biết là cái title, đó chính là cái danh hiệu. Tiêu đề hoặc là danh hiệu. Ví vào thầy nha, tiêu đề hoặc là danh hiệu. Cái này dễ quá rồi, vậy thôi. Nam à, Nhật làm tiếp thầy câu số 9 đi em. Câu số 9 nè. Câu số 9 hơi khó nha, câu số 9 hơi khó nhưng mà thầy phân tích cho Nhật nè. Nhưng mà Nhật đã hiểu cái cách dùng của hiện tại hoàn thành chứ Nhật? Dạ rồi thầy. Rồi, bây giờ thầy phân tích em nha. Giờ các em dịch trước thầy nè. Xin dịch cho thầy đi. Tôi xin lỗi. Mắt không bây giờ mắt không ở đây. Anh ấy đã như là đây. Anh ấy để đến Bưu điện. đến Đến post office bây bộ giờ không biết luôn hả? Post office là bưu điện. Được chưa? bộ Thì cái điện. việc đi thì nó đã đi chưa em? Nó đã đi chưa? Cái Dạ việc rồi đi nó thầy. đã đi đến bưu điện chưa? Đi rồi đúng không? Nó đã về chưa? Dạ chưa. Nó chưa về vậy chứng tỏ là nó còn đi chưa? Nó vẫn còn đi không? Hay là nó còn ở bưu điện không? Dạ đang còn ở bưu điện. Còn ở bưu điện gì chứng tỏ là còn đi. Cái việc đi ở trong quá khứ là tới giờ còn đi thì mình phải dùng quá khứ đơn hay là hiện tại hoàn thành? Hiện tại không thành. Đúng rồi, phải là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Vậy câu này em chọn gì? Trong câu này A, B, C, D cái này hiện tại hoàn thành. Thầy là C và D. C và D. Vậy câu này em chọn gì? Cái này kiểu như là hơi Thầy khó là chứ. C. Thì câu này thầy phải chọn câu D nha em. Đó, cái này thầy phải chọn câu D. Thôi thầy thầy nói các bạn luôn, đó chính là gì? Để thầy phân tích các bạn. Have hoặc là has been to là cái việc này đã đến rồi, đã đến một nơi nào đó, được chưa? Đó, nói về kinh nghiệm thì cái này thầy chưa dạy cho nên là làm sai, cho nên là không có trách được. Nói về kinh nghiệm giống như là gì? Hỏi bạn đã đến Vũng Tàu chưa? Hỏi về môn kinh nghiệm đến Vũng Tàu chưa? Giờ dùng chữ been to này chưa? Còn have hoặc là has gone to là kiểu như là gì? Đến một nơi nào và chưa chưa về. Được chưa? Đến một nơi. Đến một nơi nha, có chữ một này. Và chưa về. Ô thôi thầy dùng cái telet đi. Chứ gọi gì sợ mấy đứa không hiểu gì hết. Đến một nơi và chưa về. Đó, được chưa bạn? Ví dụ thầy phân tích các bạn nha. Bạn đã đến Vũng Tàu chưa? Hoặc là gì? Tôi đã đi Vũng Tàu, tôi đã đến Vũng Tàu được 2 lần. Thì rõ ràng cái này tới giờ thầy đang ở vậy, thật sự thầy đã đến Vũng Tàu được 2 lần rồi mấy đứa. Đúng 2 lần luôn. Nhưng mà giờ thầy đang ở Cam Ranh nè, thầy đã về từ lâu lắc lâu lơ rồi nhưng mà đang nói về kinh nghiệm. Không xác định thời điểm cụ thể, dùng hiện tại không thanh. Nhưng mà nói gì? Ví dụ thầy nói: "Thầy giả bộ hiện tại thầy đang ở gì đây? Hiện tại thầy đang ở Vũng Tàu." Bạn thầy hỏi: "Ủa, nhà mày mày đâu rồi? Ủa mày đi Vũng Tàu chưa về hả?" À đúng rồi.
Tao đã đi Vũng Tàu được 2 ngày mà tới giờ vẫn còn ở Vũng Tàu nè. Đây chưa, thầy dùng chữ have gone to, còn chủ ngữ suýt là has gone to. Các bạn đã hiểu được chưa? Thì rõ ràng đối với trường hợp này là gì? Người ta nói xin lỗi, mất. Bây giờ không có ở đây, là anh ấy đã đi đây, đã đi bưu điện, là chứa về. Chứ này không nói về kinh nghiệm. Được chưa? Các bạn đã hiểu câu này, chưa có ai chưa hiểu câu này không? Nói lên thầy nghe nè. Có ai chưa hiểu câu này? Các ai chưa hiểu cái have been to và have gone to chưa? Dạ hiểu hết rồi ha. Dạ tiếp tục câu số 10 cho thầy nè. Câu số 10 Bảo làm với thầy đi. Bảo hôm nay Bảo hôm nay có vô rồi mà. Bảo làm thầy đi Bảo. Bảo có hiểu cách dùng của hiện Dạ tại hoàn thành không Bảo? Nãy vô trễ rồi. dạ 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 biết thầy, Dạ câu này vậy em là dùng em từ gì đây? B thầy, cái này B thầy, Rồi, cái gì sao chọn câu gì? Câu B hay câu D? dạ B thầy, Tại sao em dùng hiện tại hoàn thành dấu hiệu nào ta? dạ Z, Đúng rồi, có chữ Z. Z bạn nghĩ là gì em? dạ là chưa Đúng cái rồi, đó cái gì đó đó. hỏi, Nhưng mà em có biết nghĩ câu này dịch là gì không? dạ là bạn đã báo cho cái người bán hàng, báo báo tới người bán hàng Shop Lipton không phải người gì bán hàng đâu em, cái kẻ mà gọi là trộm cửa hàng đó em. Được chưa? dạ Đó là báo cáo cái tên trộm cửa hàng cho gì đây? Cho cảnh sát chưa? Được chưa? Đó kiểu như là thầy là chủ tiệm đi. Đó, mà bữa đó là thầy con thằng nó vô trộm cửa hàng. Rồi bạn thầy hỏi: "Ủa nó trộm vậy rồi mày đã báo cáo cái thằng đó cho công an chưa?" Đó, được chưa bạn? Các bạn thấy Z dùng hiện tại hoàn thành trong câu hỏi trả lời có hoặc là không, one have hoặc là one has lên đầu câu. Được chưa các bạn? Còn các bạn nên nhớ Z còn sử dụng trong câu gì nữa Bảo? Z còn sử dụng trong câu gì nữa em? Dạ phủ định này. Đúng rồi, câu phủ định. Đó, câu phủ định là gì? Sử dụng ví dụ tôi chưa tắm thì nói về vì tôi chưa hoàn thành nói sao? Ai vậy? Nói sao? Haven't Đúng rồi, I completed haven't. yet. Đó, finish, tôi chưa completed cũng được. Thầy dùng chữ finish cho đơn giản đi. I haven't finished yet. Có chữ Z cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà thêm chữ Z cho thầy đi. Tôi chưa hoàn thành nữa. Các bạn kịp được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Còn cái chữ when đó các bạn. Cái chữ when thì nó sẽ sử dụng trong quá khứ đơn. Nhớ nha, when nó sử dụng trong quá khứ đơn. Hiện tại thầy đang so sánh giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, cho nên when nó sẽ sử dụng trong quá khứ đơn. Nhưng mà sử dụng hiện tại hoặc đơn được không? Được, hiện tại đơn nha. Ví dụ khi nào bạn đi tắm, đang nói một cách chung chung nè, đúng không bạn? Ví dụ như mỗi ngày đó là mày đi tắm lúc khi nào, được chưa? Đây là một cái thói quen, dùng hiện tại đơn cũng được. Nhưng mà bây giờ thầy đang so sánh các bạn giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, thì quá khứ đơn các bạn phải sử dụng when, được chưa? Khi nào, ví dụ như là gì? Ủa mày tắm khi nào vậy? Đó, mày tắm khi nào vậy? Ví dụ như là bạn thầy tới: "Ủa mày tắm khi nào vậy?" Được chưa? Hoặc là mày đến khi nào vậy? Cái việc đến là đến chưa? Đến rồi, đã kết thúc rồi. Được chưa? Ví dụ bạn đã đến chưa? When did you arrive? Câu hỏi ở trong quá khứ đơn buộc mà có động từ nha. Có động từ thì phải quăng đích lên trước chủ ngữ, không còn quan tâm chủ ngữ ít hay chủ ngữ nhiều nữa. Mà một khi đã có đích thì các bạn phải động từ phía sau phải nguyên mẫu, không được thêm cục 2 nữa nha. Các bạn nhớ quá khứ đơn phải sử dụng cục 2. Được chưa? Nhưng mà nhiều động từ ở cục 2 thì cục 3 của nó cũng y chang, đặc biệt là những động từ có đuôi ed. Được chưa? When did you arrive là bạn đến khi nào? Cái việc đến là đến xảy ra rồi. Nhớ khi nào, when là luôn sẽ sử dụng trong quá khứ đơn. Nếu mà so sánh giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành nha. Đó, được chưa? Rồi, thầy dạy rất là kỹ nha các bạn. Có bạn nào thắc mắc chỗ nào không? Rồi thầy sẽ nhắn tin cho bạn. Rồi, tiếp tục câu số 11. Ủa, hết chưa ta? À, hết rồi, phải không ta? Để thầy coi, thử coi. Để thầy xíu. Để thầy có cái phần trắc nghiệm nào không? Để thầy xíu nha, để tìm thử coi. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần này nha các bạn. Phần số 8 này.
Các bạn ngày hôm nay làm chưa có đề thì các bạn về nhà làm lại cho nó chắc ăn nha. Cái phần này không phải là phần trắc nghiệm nữa, đây là phần từ, các bạn phải chia thì quá khứ đơn hoặc là quá xin lỗi, quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành nha các bạn. Rồi. Cái bài tự luận này là buộc các bạn phải gọi là biết được nó phải cột ba nó là gì. Trắc nghiệm nó cho sẵn mấy đứa rồi. Đó, nhưng mà thầy hỏi thử là mấy đứa có bữa giờ có ai kiểm tra 15 phút gì không, hay là tuần sau kiểm tra? Có ai kiểm tra gì không? Lớp mình có bạn nào tuần sau kiểm tra hay tuần sau nữa kiểm tra không? Vậy tuần sau này tụi em kiểm tra tư vấn thôi thầy. Kiểm tra tự vận hả? Kiểm tra tự vận dưới năm hả Dạ. em? Dạ đúng rồi thầy. Ok. Rồi để thầy sẽ ôn tự vận các bạn ha, để kiểu như là bữa giờ thầy bận quá thì chưa có soạn tự vận các bạn. Bữa giờ thầy ở Nha Trang bận bịu quá. Thì tuần tuần này là thầy rảnh quá trời rảnh, là thầy sẽ soạn tự vận cho các bạn ôn, cho các bạn thi cho dễ. Kiều Duyên đã quay lại chưa? Kiều Duyên có nghe được gì chưa Kiều Duyên? Nãy gì? Dạ đỡ rác rồi thầy. Ô cha mà ơi, đang ở nhà sao mà lát dữ vậy em? Đang ở nhà hả? Dạ nhà em đang có tiền á, xong nhiều người xài quá xong Ô nó cái cha giật cái giật ơi. vậy thầy. Thì có tiệc ở sướng như vậy, dịch giả mà có tiệc luôn á hả? Ok thôi, Dạ. bây giờ chia thầy bây giờ làm bài chia thì nha, em chưa lấy đề mà đúng không? Bữa giờ em đã kiểm tra Chưa. cho Duyên, bữa giờ đã kiểm tra gì chưa? Dạ chưa thầy. Rồi chưa hả? Nhưng mà giáo viên có báo thầy Hoàng, phải thầy Hoàng đúng không? Thầy Hoàng có báo kiểm tra gì nữa không? Dạ không, không có Không vậy nói thôi. gì hết. Ok, vậy làm thầy câu số 8, phần thầy số 8 nha. Làm thầy câu số 1 thử coi. Em nhìn dấu hiệu chia thì thầy, một là quá khứ đơn, hai là hiện tại hoàn thành. Đó. Câu số 1 dùng thì gì? Dùng thì gì? Dạ hoàn thành. Tại sao dùng hoàn thành nè, dấu hiệu. Dạ có số lượng thời gian đi thêm. Rồi many time, lần là phải số lượng thời gian em. Nó phải nhiều, em dịch là nhiều nhiều thời gian hả? Many time dịch là gì? Many time dịch là gì Duyên? Thời gian dài á Cái gì thầy. mà em, trời đất ơi. Trời ơi, đang nói gì vậy? Cái gì mà thời gian dài em? Chữ many đâu phải nhiều gì đây, chữ time thêm s mà nó phải chữ time mà đứng một mình đâu. Ủa vậy bữa giờ học cho đã rồi bây giờ rốt cuộc chữ time thêm s vậy là gì cũng không biết luôn hả Duyên? Vậy nhiều lần. Ôi cha mà ơi, bị ngáo hay sao vậy? Bữa giờ học xong có hiểu cái vụ hiện tại hoàn thành không vậy Duyên? Dạ có chút chút Ủa có thầy. chút chút là làm sao? Nhưng mà nếu mà có chút chút thì phải như thế nào chứ Duyên? Duyên nói rồi. Dạ đây thầy. Bây giờ em nếu làm chút chút thì phải như thế nào? Em ít nhất phải báo cáo thầy chứ sao mà gọi là chút chút được? Hiểu chút chút thì làm sao làm được bài? Đúng không? Nhưng có phải là em vẫn chưa tập trung đúng không? Đâu có chú ý gì đâu, đâu có gọi là ưu tiên gì đâu cho tiếng Anh đâu. Cho nên hiểu chút chút cũng để đó luôn, cũng không báo thầy à thầy ơi, vậy tại sao chỗ này như thế này chỗ kia, trong khi lớp mình bữa giờ có rất là nhiều bạn hỏi thầy, à thầy ơi, cái chỗ này tại sao như vậy? Ở tại sao như kia có rất là nhiều bạn hỏi nhắn tin rồi thầy thầy sẵn sàng thầy gửi video lộn thầy 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 gửi ghi âm cho các bạn để hướng dẫn các bạn. Mà sao em hiểu sơ sơ mà cũng vừa hỏi thầy là sao? Như vậy là vẫn chưa gọi là chủ động rồi. Đúng không? Hoặc mày hiểu sơ sơ học làm gì? Trong khi những cái phần này các bạn chỉ còn rất nó chỉ có rất là đơn giản, nó có cách dùng như này, thầy nói rất là nhiều lần rồi. Thầy đã gửi hai video trước đó rồi, rồi sau đó bữa hôm gần đây nói rồi hồi nãy vừa mới dạy cũng nói thêm lần thứ ba nữa. Vậy là thầy không chấp nhận. Từ nay về sau không có vụ hiểu sơ sơ các bạn. Các bạn thầy mong các bạn gọi là ham học lên thầy, hỏi nhiều câu hỏi thầy. Dạ thầy ơi tại sao như này thứ kia để các bạn hiểu hết ít nhất là phải 90%. Chứ hiểu sơ sơ thì làm sao làm được bài? Vậy tí nữa là em phải chủ động xin video thầy. Coi lại video bài cũ nghe chưa? Dạ thầy. Tại sao cái này dùng hiện tại hoàn thành? Dấu hiệu là một chuyện nhưng mà phải hiểu. Được chưa? Many time là nhiều lần là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, các bạn cứ ra một nói về một kinh nghiệm. Được chưa? Xảy ra bao nhiêu lần này nọ kiểu nó nhấn mạnh cái kết quả nữa.
Là chứ cứ thời hiện tại các bạn kiểu như là cách dùng nó khó hiểu quá, cứ nhớ cách vô, cứ nhớ cái dấu hiệu main exam, dấu hiệu của hiện tại thành. Vậy em chia thầy câu này hiện tại thành cho thầy coi duyên. Duyên đâu rồi? Dễ nha thầy. Có em có nhớ câu 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 trúc của hiện tại thành không? Vậy là từ ngữ cộng hát hát hay là cộng với lại động từ cộng Rồi con này chia thầy coi chủ ngữ nhiều ít đây. ba, vậy chủ ngữ nhiều, Nhiều thì chia thầy coi. vậy là ai hay là cần hay là thúc hay là thô. Thâu. Được chưa? Các bạn làm những bài này các bạn phải coi à câu này nó phủ định hay là nó câu hỏi nữa. Coi thử nữa thầy. Được chưa? Nếu trường hợp là gọi là trường hợp câu viết chi thị như này thì phải coi nó phải là câu hỏi, nó có phải là câu phủ định nữa hay không, chứ không phải lúc nào cũng khẳng định nhé các bạn, không phải lúc nào cũng là khẳng định. Được chưa? Vậy câu này dịch là cái gì đây, em hiểu như thế nào, em dịch thầy coi câu này một câu phàn nàn, em dịch như thế nào đây Duyên? Duyên dịch đây, Duyên lẹ lên. Em có biết chữ put đang nghĩa là gì không? Các bạn viết vào thầy put. Quá khứ và cột 3 của nó vẫn là put, làm nghĩa là gì? Đặt. Động từ nha, đặt. Không phải đặt món đâu nha các bạn, đặt một cái đồ vật nào đó lên trên một cái vật thể nào đó, đặt. Được chưa? Vậy câu này Duyên dịch có cái vế phía trước Duyên dịch được không Duyên? Vậy là sao bạn đặt đồ của bạn lung tung? Tại sao bạn lúc nào cũng đặt đồ lung tung hết vậy? Tôi đã như thế nào đây? Tôi đã nói với bạn rất nhiều lần. À, tôi đã nói với bạn nhiều lần rồi. Cái việc nói là đã xảy ra chưa em? Nói ở trên đã xảy ra chưa? Dạ rồi thầy. Nhưng mà có thời điểm nào cụ thể không? Có nói khi nào, có biết nói khi nào chưa? Dạ chưa. Chưa, rõ ràng một sự việc xảy ra trong quá khứ không xác định thời điểm cụ thể. Dùng hiện tại thành, nó là có dữ lần nữa. Nó cách dùng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi tiếp tục câu số 2 thử thầy nè. Cho nên Duyên chú ý thầy nhân Duyên. Chứ học mà thầy thấy lơ mơ lắm đó nha. Đây là lần thứ hai rồi đó, không phải lần thứ đầu đầu tiên đâu. Được không Duyên? Dạ được. Tí nữa gọi tối nay đi, hẹn đồng hồ. Kêu thầy gửi video cho coi lại cho chắc. Chứ không gọi là học mà hiểu sơ sơ đâu nha em. Bạn nào cũng vậy. Dạ thầy ơi em không biết chỗ nào thì nói liền thầy hướng dẫn lại cho các bạn. Rồi tiếp tục nè. Thanh Thư chắc là nghỉ rồi hả? Rồi thầy mời Thi nè em. Thi đâu rồi? Câu số 2 nha. Dạ đây thầy. Ừ câu số 2 nè. Dạ câu số 2 là Dùng thi gì? Dùng thi gì? dạ dùng thi hiện tại hoàn Rồi thành. tại sao dùng hiện tại hoàn thành nè? Cho thầy lý do nè. Dạ là vì có chữ xin. Đúng rồi, có chữ xin. Vế sau xin là một cái mốc thời gian hay là một khoảng thời gian em? Dạ là một mốc thời Một gian. cái mốc thời gian thầy. Mà nếu mà sau đó không phải là mốc thời gian là một cái câu thì câu đó phải giữ sử dụng thi gì? Sau chữ xin Dạ phải quá khứ đúng đơn. rồi, sau quá khứ đơn. Thì các bạn nhớ nha, vế sau xin dùng quá khứ đơn còn vế còn lại thầy phải nói là vế còn lại bởi vì thầy không biết là xin nó đang ở vị trí nào. Được chưa? Có thể là gì? Nó đứng đầu câu thì sau dấu phẩy thì phải là hiện tại hoàn thành. Các bạn hiểu không? Thầy phải nói là vế còn lại. Được chưa? Đó thì câu cái này thì chắc chắn vế còn lại phải dùng hiện tại hoàn thành. Vậy câu này em chỉ giúp thầy nha. Hiện tại dùng hiện tại hoàn thành rồi. Vậy em coi chủ ngữ ít hay nhiều để chia thầy nè. Dạ chủ ngữ là Đúng chủ rồi. ngữ số ít. Ít thì chia giúp thầy nè. Dạ là has lost. Has gì đây? Đúng rồi, has lost, cột 3 của lose là lost. Được chưa các bạn? Vậy câu này em dịch giúp thầy nha. Em có biết chữ match mang nghĩa là gì không? Chắc là vào trễ chứ không biết chữ match. Chữ match mang nghĩa là gì các bạn? Chữ match là gì? Từng dạy các bạn rồi, buổi đầu tiên luôn. Là gì? Đấu. Đúng rồi, trận đấu có gì thi viết vào thầy nha Thi. Dạ. Viết từ vựng cho đã rồi cũng phải học từ vựng cho thầy nha. Match là trận đấu nè, vậy câu này em dịch thầy coi. Dạ là trận đấu. Ngay từ đầu, my favorite team. Dạ là đội đội yêu thích của tôi là có 4 trận đấu. Lose, lost mà em. À thua thua 4 trận đấu bắt đầu từ mùa Kể giải xin là gì? kể từ
Kể từ đầu mùa Kể giải. từ đầu mùa giải. Beginning là danh từ, các bạn không thể gì kể từ bắt đầu mùa giải. Begin đâu phải là beginning, đâu phải là begin đâu. Beginning là cái việc khởi đầu của một cái việc gì đó. Thì beginning of the season là gì, là đầu mùa. Nhanh gọn. Được chưa? Các bạn viết vào the beginning of cái gì đó là đầu cái gì đó. Of. Đầu. Ví dụ the beginning of the year là gì, đầu năm. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 3. Toàn làm thầy Toàn ơi, Toàn có hiểu cái vụ hiện tại không thầy chứ Toàn? Rồi, vậy làm thầy câu số 3 nha. Câu số 3 dùng thì nào nè? Gì mà quá khứ tiếp diễn, tự nhiên có đi đang học gì mà dùng quá khứ tiếp diễn làm gì em? Ủa hiện tại tiếp diễn làm gì? Ủa Toàn, tại sao em dùng hiện tại tiếp diễn làm gì? Ủa mình đang sử dụng hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn mà em dùng hiện tại hoàn thành hiện tại tiếp diễn làm gì em? Toàn đâu rồi? Cái câu này nó có dấu hiệu của thi gì không em? Em coi từ đầu tới cuối có chữ gì? Có chữ xin là thì gì? Sao sinh là quá khứ đơn sau dấu phẩy thế này? Hiện tại gì? Ủa chứ sao nãy kêu hiện tại tiếp diễn, là quá khứ tiếp diễn nữa. Ôi cha tùm lum tùm la luôn. Dạ con chi tiếp này coi. Thì cấu trúc của hiện tại hoàn thành là gì? Nãy giờ sửa quá trời quá đất mà đừng nói không nhớ nha. Thì đó thì em coi chữ ngữ nhiều ít đấy. Chữ tay mang nghĩa là gì? Không phải hình như em. Chữ tay mà tới giờ em còn nói hình như nữa thầy là không thèm cho học nữa đâu đó. Chúng nó hoặc là họ tới giờ mà còn hình như gì nữa. Vậy cho này số nhiều hay số ít? Làm sao tự nhiên số nhiều rồi số ít gì nữa? Là vậy số ít hay số nhiều? Em thấy chữ chúng là chữ họ hay sao mà em giờ nói số ít nữa là sao em tới giờ? Chẳng là tay em mới dùng tay y hả? Hôm nay học hành kỳ cục vậy ta tới giờ mà chúng có số ít hay số nhiều cũng không biết luôn. Vậy chữ tay là chủ nguyên số nhiều hay chủ nguyên số ít em? Nó sẽ học hành kiểu gì vậy? Chủ nguyên số nhiều thể dụng gì? Tay gì? Chủ nguyên số nhiều mà dùng tay hát hả? Rồi cục 3 có replace là gì? Thêm ID như thế này hả? Đúng không? Toàn. Thầy vô chủ nghe kìa thầy. Thì phải nói thầy chứ em kêu thêm ID mà thầy thêm ID cho em nè, còn gì nữa? Cha mà ơi sao mà giờ mà còn những cái kiến thức mà giờ chữ tay mà chữ có số nhiều và chữ có số ít mà cũng không biết nữa là sao? Trời đất ơi. Rồi, câu này dịch là gì? Thầy có chữ replace là gì? Đó chính là thay thế. Các bạn viết vào thầy, replace là thay thế. Động từ là thay thế. Rồi basic tính từ là gì? Đó chính là cơ bản. Part là gì? Là phần hoặc là nơi. Rồi vậy câu này Toàn dịch thử ra coi. Chữ xin mang nghĩa là gì Toàn? Toàn nó rồi Toàn. Rồi đi đâu nữa rồi? Chữ xin mang nghĩa là gì? Kể từ, vậy con em vừa thứ coi, kể từ gì đây?
Hiểu, em hiểu như thế nào thì em dịch ra thầy. Kể từ cái sự gì đó của điện thoại thông minh. Có dịch được không? Đó, thầy cho em từ vựng hết rồi đó. Thì em đoán birth, mình có birthday là gì? Ngày sinh nhật. Vậy since the birth of smartphone là gì? Kể từ cái gì của cái sự gì đó của điện thoại thông minh em? Thầy là kể từ cái cái gì? Kể từ cái gì? Kể từ cái sự ra đời của điện thoại thông minh. Sao mấy đứa tư duy dở quá? Birthday là ngày sinh nhật, là ngày mình ra đời. Vậy birth là cái sự ra đời. Kể từ cái sự, kể từ ngày ra đời điện thoại thông minh thì dịch tiếp thầy coi. Các bạn phải buộc dịch cho thầy, tập dịch cho thầy coi. Thầy là nó để thay thế cho điện thoại cơ bản, là cái điện thoại cũ. Điện thoại cơ bản, in almost every part of the world là gì? Ở gì đây? Thầy là ở almost mày nghĩ là gì? Có biết nghĩa không? Dạ không thầy. Không có biết từ nào mà không biết nghĩa hết trơn à. Almost là hầu hết. Hầu hết mọi nơi trên thế giới. Được chưa? Kể từ gì đây? Cái sự ra đời của điện thoại thông minh là chúng đã thay thế những điện thoại cơ bản ở hầu nơi trên thế giới. Toàn là vẫn còn lơ mơ lắm nha Toàn. Thầy biết là có cố gắng rồi đó, nhưng mà phải cố gắng học thêm từ vựng nữa cho thầy nghe chưa? Có chỗ nào không biết thì hỏi liền cho thầy được chưa? Yeah. Ừ. Rồi câu số 4 cho thầy nè. Anh Thư nè, Hồ Anh Thư nè. Hồ Anh Thư cúp điện cho em. Nãy kêu gì nhà chuẩn bị cúp điện gì đó. Rồi chắc nó cũng đi luôn rồi. Nghe thôi thầy mình na 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 nè. Dạ thưa thầy là điền post. Cái này tại sao em dùng quá khứ đơn ta? Dạ có dấu hiệu là chết tôi đó. Đúng rồi, có dấu hiệu là gì ngoài chữ post. Vậy con này coi như là con này giữ giúp thầy coi. Dạ chúng tôi đang có một không có có em đang ăn là chưa chúng tôi đang ăn. À, đang... chúng tôi đang ăn một món súp gà đặc biệt cho bữa tối. Ừ. À, tôi đã mua một ít gà tươi trên đường về nhà hôm qua. Đúng rồi, hôm qua dùng quá khứ đơn thầy. Rồi tiếp tục câu số 5 cho thầy luôn nè. Câu số 5 em làm cho thầy luôn đi Na nha. Làm thử coi. Dùng thì gì đây? Quá khứ đơn hay hiện tại thành thôi. Dạ thưa thầy là hiện tại hoàn thành. Đúng rồi, tại sao ta? Dạ có just. Đúng just, mày nghĩ là gì? Dạ thưa thầy là rồi, lọc vỡ à, tự nhớ thầy coi, vừa mới học rồi. Vừa mới. Chờ em phải biết một là ngoài mang nghĩa, ngoài nó là dấu hiệu của hiện tại thành thì các bạn phải nhớ nghĩa chứ, chứ sao mà chứ còn nhớ dấu hiệu thôi, ngộ vậy. Nó mang nghĩa là vừa mới em. Vậy con này chia nữa coi. Dùng một số ít hay số nhiều? Nãy đâu rồi? Nãy đâu rồi? Dạ phòng. Ê thầy. Ừ. Chỉ là phòng khách trong rất còn gàng bây giờ. Và chị gái của tôi. Như nào đây? Vừa mới gì? Chị gái của tôi vừa mới dọn dẹp nó. Đúng rồi. Đó. Ok. Thầy con này chia với thầy coi. Dạ, has just cleaned. Đúng rồi, has just, thêm ed thầy thôi. Đó, cái việc này các bạn thấy rõ ràng là gì? Ôi, cái phòng khách giờ nó sạch sẽ quá ha, gọn gàng quá ha. À, là do gì? Chị tôi vừa mới dọn dẹp nó. Rõ ràng một sự việc vừa mới xảy ra. Dọn đã dọn chưa? Dọn rồi. Và kết quả hiện tại là gì? À, sạch sẽ quá này, nó vẫn còn cho cái kết quả hiện tại. Được chứ? Trừ khi các bạn nói, à, chị gái của tôi đã lâu đã dọn dẹp cái phòng khách ngày hôm qua 3 tiếng trước, 20 phút trước, mặc dù cũng là việc vừa mới xảy ra
Nhưng mà cái này phải dùng quá khứ đơn bởi vì nó có thời điểm cụ thể. 20 phút trước, 10 tiếng trước, ngày hôm qua. Được chưa? Có chữ trước nè. Con này rõ ràng vừa mới mà, đâu có khi nào biết khi nào đâu. Được chưa? Đó, được chưa các bạn? Thì các bạn nhớ chữ tidy là gì? Đó chính là sạch sẽ, gọn gàng. Viết vào thầy, sạch sẽ gọn gàng. Đó. Rồi tiếp tục câu số 6 thầy nha. Các bạn cứ làm từ từ đi thầy phân tích cho các bạn. Thầy mời Trăng nè em ơi. Trăng đâu rồi? Trăng nãy giờ có kịp hiện tại không thầy không em? Trăng đâu rồi ta? Ủa Trăng hôm nay cũng bị sao nữa hả? Tùy Trăng túy Trăng gì nè đúng không? Em có mic không Trăng? Có mic không? Nếu có thì mở lên thầy làm thầy câu tiếp theo đi. Làm thầy câu tiếp theo nha, câu số 6 thầy nha. Đợi em đổi qua điện thoại Ucha mà ơi, sao giờ mới đổi dữ vậy? Đổi bằng cách nào? Sao đổi này giờ phải đúng là phải đổi ra từ trước chứ đúng không? Hồi nãy thầy đã hỏi từ lúc đâu rồi. Vậy thôi, trong thời gian bạn Trân đổi thì bạn khác làm thầy nè. Vũ Nhi làm thầy nha, Vũ Nhi ơi, Vũ Nhi đâu rồi? Vũ Nhi đâu rồi ta? Vũ Nhi đâu Dạ đây rồi? thầy. Rồi kịp không? Kịp không? Câu 6 rồi thầy. Câu số 6 thầy Dạ nè. kịp kịp. Câu coi em này, em coi thử thầy coi cái câu này phải dùng thầy gì nè. Câu này em dịch trước đi, em Dạ dịch hiện trước thầy, tại hả? em dịch trước thầy nè. Alberto bị gãy chân, vì vậy anh ấy không thể chơi bóng trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng thì câu này dùng em dùng hiện tại thầy đúng không? Tại sao Dạ. cái này không dùng quá khứ đơn ta? Tại sao cái này không dùng quá khứ đơn? Dạ thưa thầy, là cái việc gãy chân này diễn ra nó chưa có kết thúc Đúng rồi, nó trong chưa kết thúc. Hoặc là gì em phải nói ra thêm cái nữa là gì, mình đã gãy chân mà nó có nói gãy chân khi nào không? Có nói không? dạ không Không, dạ nó không có nói gãy chân khi nào hết. Được chưa? Thì tới giờ vẫn còn bị gãy chân. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà phải nói thêm cái nữa là gì, cái việc gãy chân đã xảy ra rồi nhưng mà người ta không nói gãy chân khi nào, nó vẫn còn kết quả ở hiện tại. Được chưa? Và tới giờ đi, tới giờ anh ấy vẫn còn bị gãy chân. Đúng rồi, đó là cách dùng của em, đúng là một cách đúng, nói đúng đó. Thì có em chia giúp thầy nè. Em chia giúp thầy đi. Dạ là half broken. Has broken. Cục 3 của Bray đó chính là broken. Được chưa các bạn? Đó, cục 3 của Bray đó chính là broken. Nhớ thầy ha, câu này cũng khá là dễ. Rồi câu số 7 thầy nè. Thảo Nhi là em đã coi video hiện tại thành chưa hay là vẫn còn lơ mơ ta? Thảo Nhi đâu rồi, bạn mới á? Thảo Nhi đâu rồi? Thảo Nhi là bạn mới nè. Thảo Nhi hay là Uyên Nhi ta? Uyên Nhi chứ phải không? Uyên Nhi ha. Lộn lộn lộn. Thầy lộn Thảo Trang. Dạ, Uyên Nhi thầy nè. Uyên Nhi có biết không Uyên Nhi? Uyên Nhi có biết không em? Dạ, có gì mở lên làm coi thầy coi. Dạ, em cứ mở lên cứ tương tác thầy đi. Bởi vì mới vào cho nên là không sao đâu. Rồi Uyên Nhi, em đã coi video hiện tại hoàn thành chưa em? Dạ em coi rồi thầy. Có hiểu chưa hay là vẫn còn lơ mơ chút xíu? Dạ em còn lâu mới chút xíu. Vậy thôi. Nhưng mà nãy giờ em đã hiểu cách dùng của quá khứ đơn chưa? Dạ rồi. Đó, quá khứ đơn thì có những một số cái dấu hiệu thì đó quá đơn giản đúng không? Last or ago này nọ kiểu, còn hiện tại hoàn thành là gì? Số lần nè. Một sự việc xảy ra trong quá khứ tới giờ vẫn còn tiếp diễn nè, dấu hiệu là chữ for hoặc chữ since nè. Được chưa? Hoặc là một việc vừa mới xảy ra chữ just nè, vừa mới nè. Được chưa? Rồi thôi câu này thôi thầy mời bạn khác đi, thì bữa sau chắc là phải coi thêm nữa nha em. Là kiểu như là mình đã vẫn chưa hiểu thì phải coi thêm lần nữa nha em. Chứ mà đã vào trễ rồi mà cứ lơ mơ là không thể nào tiến bộ nha. Hoặc là em có gì không hiểu thì hỏi hỏi thầy liền nhẹ. Thầy ơi tại sao như thế này như thế kia, phải hỏi liền thầy, không phải mình em mà tất cả các bạn trong lớp nha. Chứ không bao giờ thầy không mong muốn các bạn là hiểu sơ sơ, ít nhất là phải hiểu 90% cho thầy. Được chưa em? Dạ. Rồi vậy câu này Trân đâu rồi? Trân xài điện thoại được chưa? Dạ rồi, dạ Dạ rồi. vậy câu này em coi thử tôi coi vế sau mình dùng thì gì nè. Dạ, với sau thì, dùng thì hiện tại hoàn thành Tại ạ. sao câu số 7 nha, tại sao em dùng hiện tại thành? Dạ, tại vì the last time. The last time là cái gì? Dạ, em biết nghĩ thầy.
Là Em sao? Em biết nghĩa thì em nói nghĩa thay đi. dạ là tôi đã không gặp ấy, tôi đã không nhìn thấy Alice. Tôi đã không gặp đó, nhìn thấy thấy gớm gì em. Tôi đã không gặp Alice vào một khoảng thời gian dài. Đã Đây là lâu lần rồi, đầu. tôi đã không gặp Alice đã lâu rồi, lần gì nữa đây? Đây. Đây là lần đầu Đâu tôi đâu gặp đâu, lại. đâu đâu, đây gì mà lần đầu, last mà lần đầu em. Đâu đâu đâu, đâu có chữ đây là đâu, chữ đây là đâu có đâu. Đâu có chữ đây là đâu. Em phải dịch đơn giản thôi, lần gì đây? Là lần cuối. Lần cuối cùng chúng tôi gì đây? Lần cuối chúng tôi gặp nhau Gì nữa? ở trường cấp 3. Là ở trường cấp 3 thì em coi thử coi cái việc này nó liên quan về quá khứ hay liên quan tới hiện tại, thành nó còn liên quan tới hiện tại không? Không. Cái lần cuối cùng gặp ở ở đâu? Ở trường cấp 3. Lần cuối cùng là ở sự có phải sử dụng quá khứ không? Lần Phải. cuối cùng thì rõ ràng cái việc này sử dụng ở trong quá khứ rồi. Tới giờ nó còn tiếp diễn không? Không. Không. Rồi nó có liên quan gì kinh nghiệm không? Dạ Không. Nó có liên quan về số lần không? không. Dạ không. Không. Vậy phải dùng thời gì? Dạ quá khứ. Phải dùng quá khứ đơn nha thầy chứ. Các bạn nhớ thầy, the last time là luôn luôn dùng quá khứ đơn. Được chưa? Nó sẽ có hai vế nha các bạn, hai vế này các bạn coi nè. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vế đầu tiên là ở đâu đó hoặc là vào năm nào đó thì hai vế phải sử dụng quá khứ đơn hết cho thầy. Vậy câu này cục ba quá khứ của Miss là gì em? Dạ, quá khứ của Mít là Mít Vậy quá khứ của Miss là sao? là Đánh vần thử coi. M-E-T thầy. Còn MET hoặc là MET chứ sao đọc MIT nữa. Được Dạ, chưa? Các bạn Mít. nhớ thầy nha. The first, các bạn thôi thầy phân tích các bạn nè. The last nè. Time nè hoặc là the first time nè. Hai vế sau dùng quá khứ đơn. Ví dụ. Đây là ví dụ đầu tiên các bạn viết viết ví dụ đầu tiên thầy. Ví dụ thứ hai. The first time I, ví dụ như là I went to Hà Nội was, ví dụ như là 3 years ago hoặc là in 2010. Được chưa? Đó rõ ràng cái lần đầu tiên cái việc này nó khác với cái việc tôi đã đến Hà Nội được một lần. Được chưa? Hoặc là gì? Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Thì rõ ràng các bạn coi nè cái câu đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội thì nó có cái dấu hiệu thời gian ở trong quá khứ không? Không. Được chưa? Còn cái câu lần đầu tiên tôi đến Hà Nội là 3 năm trước thì rõ ràng 3 năm trước là thời gian ở trong quá khứ rành rành rồi, buộc phải sử dụng quá khứ. Được chưa? Còn kia nó không có rõ, nó không có rõ về cái dấu hiệu thời gian ở trong quá khứ cho nên mình không dùng quá khứ đơn. Được chưa? Thì các bạn viết vào cái câu hai câu này thầy nha. Đó, lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, vế đầu tiên dùng quá khứ đơn nè. Vế sau dùng quá khứ đơn nè, was nè các bạn. Nó giữa hai vế dùng quá khứ đơn nè, đó viết vào thầy đi. Và viết thêm cái này nữa, thầy bữa thầy dạy các bạn rồi. Đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai, đây là lần thứ ba thì dùng hiện tại hoàn thành. Bởi vì ví dụ thầy nói, ồ đây là lần đầu tiên tôi ví dụ đây là lần đầu tiên tôi uống rượu nè. Thì cái vế sau dùng hiện tại hoàn thành. This is the first time hoặc là the second time. Được chưa? Hoặc là the third time. Được chưa? I, ví dụ như là I have visited Hà Nội. Đó, vế sau dùng hiện tại thành bởi vì nó không có rõ cái thời điểm cụ thể khi nào. Được chưa? Cho nên đề thi mà có this is the first time, this is the second time gì đó thì các bạn vui lòng dùng hiện tại hoàn thành vế ở sau nha. Còn cái vụ mà lần đầu tiên làm một việc đó thì dùng quá khứ đơn. Có ai chưa hiểu khúc này thì nói lên thầy nè. Dạ thầy ơi, tại sao nó lại như vậy thì hỏi thầy nè. Hỏi thầy đi. Trời ơi, mũi dữ vậy. Dạ thầy, Hỏi đi em. nếu mà cầm câu this is the last time thì sao thầy? Đây là lần cuối cùng, không không nó không có ra đâu em, không có ra đâu. Ủa nhưng mà ở trên trường có bao giờ em thấy câu đó chưa? Được chưa? Nhà trường thôi nó không ra đâu em. Ừ.
giờ có nói nó cũng không ra đâu, cho nên là khỏi cần biết, bởi vì không ai nói là đây là lần cuối cùng. Không 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 nói, cho nên cái nào còn ra, cái nào ra thì thầy mới nói được chưa đó, chứ không phải là thầy không muốn trả lời nha em, là bởi vì nó không có ra cho nên là không cần biết á nha. Rồi có bạn nào hỏi thầy không? Hiện tại hoàn thành nó nhiều lắm á, nó nhiều. Cho nên đối với các bạn mà cảm thấy đề thi vô ô chết chạy chết cha rồi, cái này là dùng hiện tại hoàn thành hay là dùng quá khứ đơn đây ta, thì các bạn chỉ còn, thầy chỉ còn các bạn gọi là loại trừ thôi. Ví dụ câu đó, à cái câu này mình suy nghĩ trước nó có sử dụng quá khứ đơn hay không. Nếu mà sử dụng quá khứ đơn thì chắc chắn nó sẽ có những cái dấu hiệu yesterday, last night, ago hoặc là in cộng với một cái năm ở trong quá khứ, hoặc là vế trước hoặc là vế sau. Dùng quá khứ đơn thì vế còn lại thì cũng sẽ dùng quá khứ đơn luôn, được chưa các bạn? Đó thì các bạn phân phân phân, à cái này dùng, cái này có phải cách dùng của hiện tại hoàn thành hay không, thì các bạn loại trừ, à cái này chắc không phải là quá khứ đơn bởi vì nó không có những cái dấu hiệu này, thì mình sẽ loại trừ, mình sử dụng hiện tại hoàn thành, mặc dù mình không biết ủa tại sao cái này dùng hiện tại hoàn thành. Thì đó là cái mẹo mình lùi đối với trường hợp mình không có nhớ cách dùng, nhưng mà một khi các bạn đã hiểu rồi thì buộc các bạn phải nhớ một số cách dùng và những cái dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Các bạn đã hiểu được chưa? Đó, nắm ha. Những cái này là những mới cái phần đơn giản các bạn chia thì thôi nha. Còn cái phần khó hơn nữa đó chính là cái phần viết. Phần viết là cái phần khó nuốt nhất nha. Cho nên là tuần bữa hôm sau là chuẩn bị tinh thần nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ôn lại đi ha. Ôn lại cái phần mà, để thầy coi, thầy coi. Rồi in rồi tu đi, ôn lại đi, bởi vì những cái phần này nó dễ lộn lắm. Đó, cho nên thầy học luôn đi ha các bạn ha, ôn lại. Còn từ vựng thì tối mai thầy sẽ gửi video cho các bạn coi. Được chưa? Bởi vì những phần từ vựng thì thôi, các bạn coi 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 bởi vì từ vựng thì nó chỉ là liên quan tới cái việc là các bạn học hay không thôi. Chứ nó cũng khá là dễ. Đó, chủ yếu của bạn là những phần ngữ pháp nó khó, tốn nhiều thời gian, cho nên thầy muốn là tương tác nhiều hơn ở trên lớp. Còn phần từ vựng thì thôi, nó cũng khá là dễ rồi. À, thì thầy sẽ gửi video cho các bạn coi sau nha. Thì bữa ngày mai thầy rảnh đó, cho thầy coi thử coi ngày mai không biết là có nhiều lớp hay không, để thầy thầy sẽ gửi video cho các bạn coi những cái bài từ vựng để các bạn kiểm tra 15 phút kiểm tra miệng gì đó. Hiện tại thì tập trung vào phần ngữ pháp của thầy đi, bởi vì ngữ pháp nó khó nha. Bây giờ thầy đã xong cái phần hiện tại hoàn thành, mới phần xong một chút xíu của hiện tại hoàn thành thôi nha. Bây giờ ôn lại cái phần mà động từ thêm in và động từ có tu, được chưa? Thì cũng nhắc lại một chút xíu, đó chính là gì, một số cấu trúc đó chính là gì, hồi bữa thầy quên nói một cái. Đối với trường hợp mà chủ động sử dụng cái gì đó để làm cái gì đó, use something để làm cái gì đó, to cộng động từ nguyên mẫu nha, động từ nguyên mẫu. Hoặc là sử dụng cái gì đó để làm gì đó, sau đó có for thì động từ thêm in, hồi bữa thầy chưa nói này, sau đó động từ thêm in cho thầy nha. Hai cái nó đều y chang nhau nhưng mà người ta sẽ thích sử dụng cái phía trên hơn, được chưa? Thì các bạn cứ nhớ cho thầy là gì, sau for động từ luôn thêm in, được chưa? Còn đối đó đối với trường hợp chủ động, trường hợp bị động là gì, được sử dụng, phía trên là gì, mẹ tôi sử dụng cây thước để đo đo đồ, đó là chủ động. Trường hợp thứ hai là gì, cây thước được sử dụng để làm gì đó, đó là bị động. Bị động thì phải có to be, mà be của nó là gì, là be nè cộng you cột ba, bị động là phải sử dụng cột ba, mà cột ba của you là thêm de, rồi sau đó là to cũng cộng động từ nguyên mẫu, được chưa? Nhưng mà sau đó be mà use to, use for với thầy lộn, thì động từ phải thêm in. Đó, thì ôn lại cho các bạn thôi, được chưa? Đó, thì nhớ thêm một cái nữa, sau for động từ thêm in, sử dụng cái gì đó để làm cái gì đó, được chưa? Và thêm một cái nữa, mình sử dụng to để nói về mục đích. Mình sử dụng to để nói về mục đích. Ví dụ, tao gọi mày ngày hôm qua để báo với mày rằng tao gọi mày, I call you. Ngày hôm qua, đã cái việc gọi đã xảy ra rồi, dùng quá khứ đơn I call you để nói với bạn rằng to tell that, được chưa các bạn? Cho nên đề thi không phải lúc nào các bạn thấy chữ không phải lúc nào nó cũng có sẵn chữ you đó, các bạn sử dụng to là không có. Nó còn một trường hợp nữa là sử dụng to để nói về mục đích, nó mang nghĩa là để nha các bạn. Tao gọi mày để nói rằng, được chưa? Hoặc là gì, tôi tập thể dục thường xuyên để làm gì đó. Đó, ví dụ I do exercise every day, để ở đây để giữ dáng, tu gì đó chẳng vậy, giữ dáng bởi vì để mình khỏe mạnh, ví dụ như là to stay healthy, được chưa? Thì rõ ràng stay là động từ rồi,
Đó, cho nên là động từ nguyên mẫu là stay healthy là để khỏe mạnh. Được, các bạn, stay là động từ, cho nên động từ nguyên mẫu là để khỏe mạnh này, dùng để nói về mục đích. Và thêm một cái nữa đó chính là gì? Mình có tu đứng đầu câu để nói về mục đích, ví dụ như gì? Để khỏe mạnh thì tôi tập thể dục mỗi ngày. Tu stay healthy. Được chưa? I do exercise every day. Thì hai cái câu nó y chang nhau, mới chỉ đổi vị trí thôi. Cho nên đề thi mà có gì đấy? Chấm 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 chấm. Thì các bạn chỉ còn quẹt tu cộng động từ nguyên mẫu. Hoặc là đề thi nó có gì đấy? I call you chấm chấm chấm. Người ta kêu bạn chi động từ, các bạn quẹt thầy tu động từ nguyên mẫu ở hiện tại thôi. Ở hiện tại là như nào? Đối với trường hợp học kỳ 1 thôi các bạn. Đối với trường hợp học kỳ 1. Được chưa? Đó. Nhưng mà thật sự à, đúng rồi, bởi vì học kỳ 1 nó còn trường hợp nữa, đó chính là gì? Đó chính là sau một số động từ nguyên mẫu nó ô cha tùm lum đó thôi. Thầy nói sau đi. Bởi vì học kỳ 1 nó phải còn liên quan tới unit 1, unit 2, unit 3, mà trong cái unit 3 nó lại có trường hợp đó nữa. Đó, cho nên thầy nói như vậy nó vẫn chưa đúng cho lắm. Nếu mà áp dụng unit 4, unit 5 á thì được, còn nếu áp dụng cả học kỳ 1 á thì nó vẫn chưa đúng. Được chưa? Thầy nói lại, tu động từ nguyên mẫu còn dùng để nói về mục đích và chữ tu đó mang nghĩa là để. Được chưa? Thì mình làm một chút xíu bài này nha. Có ai chưa hiểu chỗ nào không? Cho nên hiện tại đề thi mà đang về unit 4 và unit 5 cứ thấy động từ ở ngay đây rồi sau đó chấm chấm cái bạn quẹt thầy tu cộng động từ nguyên mẫu. Nếu câu đó khó quá không biết làm. Hiểu không? Đó cho thầy nha. Cứ thầy nói lại chủ ngữ rồi động từ rồi sau đó một cái gì đó rồi chấm chấm các bạn cứ tu động từ nguyên mẫu. Nếu mà câu đó khó quá không biết làm, hiểu không? Rồi, ok. Câu số 1 nha. Nãy giờ ai chưa làm bài ta? Ai chưa làm bài? Nãy giờ có ai không? Cứ làm đi. Sợ thầy chửi, thầy mấy đứa được chửi thì mấy đứa mới được tiến bộ nha. Ngộ vậy đó. Có ai chưa phát biểu không? Dạ phát biểu hết rồi ha. Ủa hình như là Lành hôm nay nghỉ hả ta? Lành hình như không. Ủa Lành vô chưa? Lành như chưa vô nè. Không thấy xin phép gì luôn. Vậy thôi mình quay lại ha. Thầy mời anh Thư làm thầy câu số 1 nha anh Thư ơi. Anh Thư đâu rồi? Dạ em đây Rồi, thầy. câu này em sử dụng động từ như thế nào đây? Câu số 1 nè, thấy chưa? Thấy chưa anh Thư? Anh thấy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Vậy con này em chơi gì đây? Dạ thưa thầy là thêm in. Tại sao thêm yên? Dạ tại vì be you for là sau nó sẽ còn Đúng verb rồi, in. đó kêu sự đó tạm thức in. Nhưng mà verb in nó phải như thế nào đây? Dạ bỏ Đúng rồi, e thêm in. bỏ e thêm in cho thầy, phải nói như vậy cho thầy. Có đối trường gấp đôi như các bạn. Đó, ok ha. Rồi, thầy có chữ measure các bạn viết vào đó chính là đo lường. Đo lường, measure là đo lường. Động từ là đo lường nha. Effort là gì? Đó chính là nỗ lực. Viết vào thầy. Nỗ lực. Sự nỗ lực. Và thầy có make an effort là nỗ lực nè. Học những cụm này nha. Đây là động từ các bạn. Còn kia là sự nỗ lực. Hiểu không? Một cái là danh từ, một cái là động từ. Rồi câu này thì có chữ sau chữ for thì động từ nguyên mẫu à, động từ thêm in đơn giản. Thì câu này dịch là gì? Đó chính là một cái đồng hồ thông minh nó có thể được sử dụng để đo lường cái gọi là cái kết quả tập luyện thể dục của bạn. Được chưa? Đó, cái này tham gì là sự nỗ lực tập thể dục nữa. Sự nỗ lực tập thể dục thì nghe hơi ghê, bởi vì mấy đứa gì kiểu như là nó có đồng hồ, ví dụ mấy đứa sử dụng iWatch thì Apple Watch đó. Được chưa? Đó các bạn sử dụng rồi các bạn để chế độ các bạn tập luyện đi thì cuối giờ thì chắc chắn nó sẽ cho các bạn gọi là cái kết quả. Mình sẽ tập luyện à mày đã chạy được bao nhiêu đồng hồ rồi, cái nhịp tim của mày như thế nào này nó kiểu bla bla bla. Đó gọi là exercise effort. Thì mấy đứa khỏi có biết cụm này, chỉ còn biết cái cụm effort là nỗ lực nè, sự nỗ lực. Động cụm động từ là gì? Make an effort, nỗ lực. Ở đây các bạn nói ủa thầy ơi cái này là bị động. Bị động mà tại sao nó lại không có is am are thầy? Bởi vì cái này bị động sau những cái động từ khiếm khuyết can
be động là phải có be rồi động từ 3, chứ không dù là can is hay can are nhé các bạn, không có can be cho thầy. Được chưa? Rồi tôi có số 2 thầy nè. Câu số 2. Tiên làm thầy đi Tiên ơi. Tiên ơi, Tiên nghe. Dạ thưa thầy là to. À, tại sao dùng to? Đúng rồi, tại sao dùng to nè? Dạ thưa thầy là sử dụng cái gì để làm gì? Okay. Là sử dụng something rồi. To. Đúng rồi, con em chỉ giúp thầy coi, chỉ giúp thầy đi. Con người sử dụng cái thiết bị thông minh thiết bị để gì? Liên thiết bị điện tử em sao mà thiết bị thông minh thiết bị đấy? Điện tử để liên kết với để kết nối những... với để kết nối với để kết nối với những người khác trên toàn thế giới. Được chưa? Connect with, các bạn biết vào thầy connect with là kết nối với thầy nha. Rồi tốt tiếp. Kết nối với nè. Rồi câu tiếp theo thầy nha. Thầy mới Quỳnh tiếp thầy nè. Quỳnh đâu rồi? Câu số 3 thầy nha Quỳnh ơi. Dạ thầy. Đó. Câu số 3 là sending hả thầy? Không có thở thầy. Phải chắc chắn thầy. Tại sao thầy sending? Dạ ở trước là câu bị động dùng for verb in. Thì nó có in. Là từ in. Nó có chữ nó in sẵn rồi này thì em thêm in cho thầy thôi. Được chưa? Yeah. Đó ok ha. Rồi cái distress signal thì các bạn không cần biết đi, bởi vì những cụm này nó hơi học thuật chút xíu. Được chưa? Vì các bạn biết cách dùng là gì? Câu này là gì? Cái ứng dụng di động này được sử dụng để thu âm và gửi những cái tín hiệu. Những cái tín hiệu này distress signal thì các bạn không cần biết. Những cái tín hiệu khẩn cấp này nọ kiểu các bạn không cần biết. Đó thì mình gió cái record là gì đó, như là thu âm lại. Record động từ là thu âm. Còn application là cái ứng dụng các bạn. Application là gì? Là ứng dụng. Là cái app á, cái app mình gọi là ứng dụng á các bạn. Chữ app là bắt nguồn chữ application á. Được chưa? Rồi tiếp tục. Câu số 4 tự chia thầy luôn nha. Câu số 4 thầy mời một bạn nam đi. Bảo là thầy đi em. Bảo. Dạ. Ừ, làm thầy đi. Used to read hoặc là gì, hoặc là gì luôn. Ok, used for reading. Rồi, hoặc là used for reading. Chơi cái nào cũng được. Quá đơn giản ha. Vậy câu này em chỉ cho thầy coi. Used to read hoặc là used for reading, chơi cái nào cũng được. Dạy cho thầy đi. Dạ là cuốn sách điện tử thì rất là tiện lợi. Ừ. Nó dùng để đọc những cái cuốn sách hiểu, điện okay, tử. Ok, đúng rồi. Như vậy được rồi. Tiếp tục câu số 5 nè. Báo tạp chí. Báo tạp chí ở trên mạng, báo điện tử. Được chưa các bạn? Những cái này thì quá đơn giản rồi, khoảng dịch nữa. Rồi tiếp tục câu số 5 thầy nè. Câu số 5 một bạn nè. Thầy mời Vũ Nhi làm thầy đi em ơi. Vũ Nhi. Dạ, câu 5. Câu số 5 đó em. Thêm in. Tại sao thêm in? Dạ là sau động từ đúng rồi. Em nói gì vậy? Như là câu này là quốc là động từ, kíp là động từ, nó phải buộc danh từ thì em nói gì vậy? Làm sao? Ai dạy em vậy? Con em dịch thử coi. Many people dịch thử coi. Nhiều người đi bằng xe của họ, chạy bằng xe của họ hoặc đi bộ để giữ. Để giữ cái gì đó? Hồi nãy thầy đã dạy em chưa? Để làm một cái việc đó thì thầy dùng cái gì chứ, từ này động từ thêm in làm cái gì em? To keep. Có nhiêu đó thôi mà cũng đã quên nữa là sao? Thầy nãy thầy rõ ràng thầy có nói chưa? Trong câu này có động từ. Yeah. Rồi sau đó chấm chấm. Quẹt cái thầy động từ có to. Có nhiêu đó thôi mà cũng để quên. Có thầy có bao giờ thầy dạy động từ thêm in như thế này không? Là có phải là là mất tập trung rồi. Rồi các bạn biết là keep fit là chính là gì? Đó chính là giữ dáng. Hoặc là giữ cơ thể khỏe mạnh. Giữ dáng hoặc là giữ cơ thể khỏe mạnh. Chữ despite mang nghĩa là gì em? Nhi, despite mang nghĩa là gì? Trời không biết luôn ha, học lớp 9 rồi mà giờ cũng chưa biết cái bài này luôn hả? Bởi vì mama. Mặc dù. Trời ơi.
Mặc dù convenience system thì cái này mang nghĩa là gì em Nhi? Có biết nghĩa không? Convenience này mang nghĩa là gì? Trời, nó không biết luôn. Chán, dễ sợ. Hồi nãy cái từ này em có biết nghĩa không? Convenience, phía trên này em nghe mũi tên có biết nghĩa không? Dạ. Cái từ ngay mũi tên này em có biết nghĩa không? Hồi nãy thầy vừa mới nói rồi sao không chịu ghi chú vào? Đúng không? Hồi nãy vừa có theo dõi bài không vậy em? Có. Nó có sao nãy giờ thầy nói cái nghĩa từ này mà sao không chịu hỏi lại? Rồi giờ ông kêu là không nhớ nghĩa này, có biết từ vựng này chưa? Có biết chưa? Nhìn chứng tỏ là đâu tập trung đâu. Như nãy giờ làm gì vậy em? Đâu có, nghe giảng rồi. Ồ, nghe giảng nhưng mà rõ ràng cái từ này không biết tại sao không ghi vào. Sao mấy đứa đụng cái là quên, sao mà mấy đứa dễ quên dữ vậy? Rồi, convenient đó chính là gì? Thuận tiện, thuận lợi. Lớp 10 rồi đâu phải là tiểu học nữa đâu mà suốt ngày cứ quên là sao? Rồi danh từ của nó convenience này đó chính là cái sự thuận lợi, cái sự thuận tiện. Đó, viết vào thầy. Toàn là những cái từ vựng đơn giản không mà. Cho nên thầy nói các bạn từ vựng bao nhiêu phải học hết cho thầy. Nó phải môn toán, môn lý đâu đùng đùng cái có công thức mấy đứa rồi mấy đứa áp dụng, mấy đứa làm nhiều là mấy đứa nhớ. Rồi tiếng Anh nó khó là do quan trọng các bạn không có từ vựng các bạn làm đó. Rồi các bạn không biết dịch nữa đó. Cho nên thành ra là khó thôi chứ ngữ pháp thì dễ làm lắm. Rồi thì ngày hôm nay học tới nhiêu đây nha, giờ thầy dạy lớp sau rồi. Cho nên thầy nhắc